Đại gia trại lợn dùng siêu xe đưa đón thai phụ bị chồng bạo hành. Chị Giao được đại gia trại lợn ở Hải Dương tài trợ kinh phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác khi từ Kiên Giang ra Hải Phòng. Chị Bùi Tuyết Giao, 36 tuổi, thai phụ 7 tháng bị chồng ở Kim Thành, Hải Dương bạo hành đã ra công an huyện Kim Thành, Hải Dương làm việc. Toàn bộ tiền di chuyển từ Kiên Giang ra Hải Dương của chị này được một đại gia ở Hải Dương tài trợ. Trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 21 và ngày 22 tháng 5, chị Bùi Tuyết Giao, 36 tuổi, quê quán ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đã đến đơn vị làm việc. Toàn bộ chi phí đi lại từ Kiên Giang ra Hải Dương của chị Giao được một đại gia tỉnh Hải Dương tài trợ. Xác nhận với Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Ô Mễ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, anh đã hỗ trợ chị Giao kinh phí mua vé máy bay cho người bảo vệ, đưa đón và bố trí chỗ ở an toàn cho người vợ bất hạnh này. Anh Chiến cũng sẵn sàng tài trợ thêm tiền để chị Giao sau khi sinh con có thể nuôi cháu bé đầy đủ. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Hội Phụ nữ hai cấp, huyện Kim Thành và xã Kim Xuyên gặp gỡ trực tiếp gia đình nhà chồng chị G để nắm tình hình thực tế và có biện pháp hỗ trợ. Trước mắt, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành và xã Kim Xuyên đã tặng quà, tiền mặt cho cháu lớn con vợ chồng chị G. Như đã đưa tin, sáng nay cùng ngày, trao đổi độc quyền với phóng viên Vietnamnet tại trụ sở công an huyện Kim Thành, chị Bùi Tuyết Giao, 36 tuổi. Quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, là người bị chồng bạo hành khi đang mang thai, cho biết, tôi ra quê chồng, huyện Kim Thành, từ cuối tuần trước. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo của một người tốt bụng ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Cơ quan công an, chính quyền các cấp cũng quan tâm hướng dẫn tôi về các thủ tục pháp lý cần thiết. Sáng nay, tôi đã chính thức lên Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành nộp đơn xin ly hôn anh Trần Văn Luân. Tòa án cũng đã nhận đơn và hứa sẽ giải quyết sớm nhất để tôi có thể trở về quê mẹ, làm ăn, nuôi con. Thông tin chị Giao nộp đơn ly hôn chồng cũng được lãnh đạo công an huyện Kim Thành xác nhận với phóng viên. Theo công an huyện Kim Thành, anh Trần Văn Luân, 37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, kết hôn với chị Bùi Tuyết Giao từ tháng 4, 2021. Trong quá trình sinh sống tại huyện Kim Thành, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau, xô xát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do túng thiếu về tiền bạc, anh Luân nghi ngờ vợ ngoại tình. Tại cơ quan công an, anh Luân khai 3 lần đánh chị Giao. Lần thứ nhất anh này dùng tay đánh, lần thứ hai dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng, lần thứ ba dùng dây lưng ra đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay chị Giao. Còn tại cơ quan công an, chị Giao khai, khoảng hơn một năm trở lại đây, chị thường xuyên bị chồng đánh. Đỉnh điểm nhất là vào khoảng mùng 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023. Ngày mùng 1 tháng 5, anh Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người chị. Sau đó, anh Luân tiếp tục đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần anh Luân mang bếp gas mini hơi nóng móc phơi quần áo dí vào người chị này ở vùng mặt, chân và tay. Ngoài ra, anh Luân còn dùng quả nấm ở cầu thang bằng gỗ gõ vào mắt cá chân, bàn chân chị Giao. Cơ quan điều tra công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích và đưa chị Giao đi giám định thương tích. Khi có kết quả giám định, cơ quan công an sẽ tiến hành các bước tiếp theo quy định của pháp luật.